ngày hôm nay gia đình đi ăn lẩu đây, lẩu tự chọn ngon chưa? Mọi người đang ăn lẩu, lẩu hủ, cái đó là bún là biết. Cái này là nó giống như hủ tiếu vậy đó, mà nó dài, hủ tiếu không thí dụ thôi nha, chứ phải hủ dụ đó. Nóng luôn đó, à có luôn hả? Đây, đây là cái nước không á, bắt đầu mình sẽ cho đúng rồi, nước rong biển, xong rồi mình sẽ cho nấm vô, cho rau, rồi tí mình cho thịt bò vô. Đây, cái này là cái hôm bữa ăn lên ăn mì ra mềm nó cho vô, à một cái cục gì đó đó cả nhà ơi, không biết. Đây cho ăn lẩu á, là ăn rau nhiều ghê, thích luôn á. Đậu hũ là đậu hũ ngon đó. Đây thịt bò, hôm nay ăn lẩu thịt bò. Còn cái này là gì đi? Cái này là thịt gà với lại là sụn gà. À, giống như là mộc á, giống như mộc của Việt Nam á. Đã chưa? Thịt bò nha. Tiệc lẩu. Rau, thịt bò, cơm trắng đây, không thể nào thiếu cơm, mì udon. Tóm lại cho khúc chị ăn. Đấy, mọi người đang ăn lẩu nè. Đi với dì Út là ăn những quán ngon không á nha. Nấm. Thịt nè, đó ngon chưa? Ngon quá à, hôm nay ăn lẩu trời ơi, lúc nào cũng được ăn lẩu. Ủa cả nhà ơi, nấm. Rồi, arigato. Bách Na thích ăn nước sốt nào? Nước sốt mè hay là nước sốt có vị giấm? Nước sốt mè ngon hơn, nước sốt giấm cũng ngon nhưng mà nước sốt mè thích hơn. Thì mẹ phải đưa qua bên đây, mẹ bớt ra qua cho con đi. Ông ngoại không có thích đi, chỉ có bạn ngoại thôi. Đó, rồi đi con quay phim đó đã. Mẹ con đi đến khu này rồi là chương trình mới bắt đầu đó các bạn đó. Vì sao mua sắm, khu này là khu mua sắm nha. Trời, không biết mua được gì không, trời nóng quá mà cũng chết. Đây mà mỗi khu nó đều có khu này ha, Kobe nè, Tokyo, Osaka nè, đó nó đều
đều có hết những cái khu phố đi bộ cho mình mua sắm này. Đã lắm. Cô B này lấy của tôi và bây giờ cô B đẹp lắm cả nhà ơi.